Khi đề cập đến việc đi Mỹ để mà định cư thì rất nhiều người ở trong nước, không muốn nói là tất cả nhưng hầu hết đa số là không tránh khỏi phải đắn đo suy nghĩ để đến được một đất nước giàu có nhất thế giới và văn minh nhất thế giới, với an sinh xã hội và nền giáo dục trên cả tuyệt vời và nơi có nhiều cơ hội nhất cho những ai biết cố gắng. Thế thì dại gì mà không đi khi có điều kiện? Nhà kia ngày xưa thấy nghèo khó nhưng có người nhà đi Mỹ, thời gian sau thì xây nhà lầu 2-3 tấm. Cô nọ ở vùng quê hẻo lánh lấy chồng Việt kiều Mỹ, rồi sau đó trở về xây nhà, sắm xe, mua ruộng đất cho cha mẹ hưởng già. Ông nọ có con du học ở Mỹ và ở lại Mỹ làm việc, và hàng tháng gửi đô về cho ông ta xài thoải mái. Và còn rất nhiều trường hợp tương tự khác nhan nhản ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Và chúng ta phải khẳng định một điều, điều đó là có thật và đã và đang diễn ra ở trong nước. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta có thể nhìn thấy và phân biệt rõ rệt hơn ở các tỉnh, huyện hoặc là những thành phố mà nơi đó có những gia đình cũng không được khá giả cho lắm. Tuy nhiên, có một thực tế mà không ai có thể phủ nhận được, dù ở trong bất cứ xã hội nào, xã hội Mỹ, xã hội Việt hay là một quốc gia nào đó, hẳn nhiên nơi đó cũng có người giàu, người nghèo. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào mà ôm đồm tất cả cái giàu, cái nghèo của người sống ở tại Mỹ hay là người Việt Nam để mà so sánh được. Bởi lẽ nếu nhìn khách quan, người được cho là nghèo ở sống ở tại xã hội Hoa Kỳ này, có lẽ cuộc sống thật là dư giả và thật là sung sướng với đầy đủ tiện nghi vật chất lo cho cuộc sống của mình và có một tương lai khá là được đảm bảo khi về già. Nhìn một thực trạng thực tế khi chúng ta nhìn về trong nước trong những năm gần đây, năm thậm chí là cho đến bây giờ là năm 2018, khi chúng ta trở về quê hương, chúng ta vẫn thấy đâu đó những người già vẫn còn bán vé số ở đường, những người già vẫn còn đi ăn xin, những người già vẫn còn ngồi bán hàng. Và cảnh này phải một điều xác định là trên đất Mỹ chúng ta làm sao mà có thể tìm thấy được. Điều đó chúng ta cũng cảm nhận được một điều rằng thực trạng cái giàu cái nghèo cũng từ đó mà chúng ta có thể nhìn thấy. Nó hiển hiện qua cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người sinh sống ở tại xứ sở của mình. Nhìn một bức tranh tổng thể thì chúng ta nhận thấy rằng đối với khái niệm phát triển thì bởi lẽ nếu mà chúng ta khởi sự bằng con số 0 thì khi lên được con số 1 chúng ta cũng cho đó là phát triển. Và những người chúng ta đang ở khởi sự ở con số 10, khi người ta bước lên một bậc nữa là số 11 thì đó cũng là phát triển. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận một thực tế là cuộc sống nghèo hay giàu, những cái khái niệm này chắc chắn là có sự khác biệt giữa những quốc gia và bản chất đã khác biệt về cái sự hùng mạnh về kinh tế cũng như về tất cả lĩnh vực ở trong đời sống an sinh xã hội cũng như là giáo dục y tế vân vân. Đâu đó có những trường hợp lẻ tẻ nói rằng nếu ai đã ở Mỹ mà cho biết là họ hài lòng về cuộc sống ở Mỹ thì họ nghĩ rằng với người đó khi còn sống ở trong nước thì họ có một cái cuộc sống khá là cơ cực và không hạnh phúc. Còn đối với những người giàu có sống dư dật vật chất ở trong nước khi đặt chân đến Mỹ này lại phải khởi sự lại từ đầu. Các cuộc sống ở Mỹ này đối với họ thực sự không phải là một giấc mơ đẹp. Bởi chừng có mấy ai đang đứng ở trên số 10 chúng ta lại khởi sự lại con số 0 để rồi từng bước đi lên được con số 1, số 2, số 3 rồi cho đó là phát triển. Nhưng nhìn trong một bối cảnh chung ở toàn xã hội nước Mỹ này, chúng ta thấy tất cả từ phương tiện giao thông cho tất cả những quyền của con người, cuộc sống hàng ngày sinh hoạt đối với một con người bình thường nhất, một người công nhân, một người làm hãng, một anh chỉ làm một cái công việc tay chân bình thường cũng đảm bảo được có một cái cuộc sống thực sự là ấm no, hạnh phúc. Và không phải đương đầu với nhiều sự nguy hiểm khi chúng ta phải ra đường hay là đến các nhà thương chúng ta thấy không nhiều người lắm. Đây cũng là một dấu chỉ khi chúng ta nhận thấy khi về thăm quê hương. Chúng ta thấy những nhà thương chật kín người. Có lẽ đây cũng là nói lên một cái thực trạng xã hội bệnh tật và đầy rủi ro. Tôi có biết một gia đình nọ ở Việt Nam, ông chồng chạy xe ôm, bà vợ buôn bán hàng. Thực chất đây cũng không phải là bán hàng gì, shop gì thực là to, mà chỉ là bán hành, bán ớt ở ngoài chợ.
Khi sang Mỹ thì ông chồng đi bưng phở và rửa chén ở nhà hàng, bà vợ thì đi làm neo, hàng tháng cũng kiếm được hơn 2.500, có khi được hơn 3.000, 4.000 tùy theo mùa, mùa lạnh hay là mùa hè. Có một điểm son mà hai vợ chồng này nhận thấy, đó là họ sung sướng cuộc đời, bởi lẽ con cái họ được đi học miễn phí, vợ chồng đi làm mỗi người được một chiếc xe hơi, mặc dù là xe không mới. Tuy là phải đi làm nhiều giờ mỗi ngày, nhưng được cái tiền kiếm được trong một tháng bằng cả năm làm ở Việt Nam. Thế thì thực sự họ đã được đổi đời. Tôi cũng có người em họ quê tận Long Xuyên, nhà anh này nằm sâu trong ruộng, con cái nheo nhóc đến 4-5 đứa, hàng ngày đi làm thuê chạy gạo từng bữa, bở hơi tai. Sang đến Mỹ được 3 năm thì vợ và hai đứa con gái lớn đi làm neo, còn chồng thì đi cắt cỏ. Thế mà cũng vừa mua được căn nhà 4 phòng tại Mỹ, sắm 3 chiếc xe hơi, chụp hình cả nhà đang ở nhà mới và miệng cười thì toe toét bên cạnh mấy chiếc xe hơi gửi cho xem và tuyên bố, đúng là thiên đường rồi anh ơi. Ở Việt Nam chắc tới kiếp sau, chắc hẳn đã có. Em mới có xe hơi 2-3 chiếc. Một cô giáo nọ qua Mỹ được 5 năm cùng hai con nhỏ bang Texas. Sau thời gian đầu làm neo, kỳ cóp để dành cũng vừa điện thoại báo tin cho tôi là mới vừa sang tiệm neo và làm chủ. Mỗi tháng kiếm vừa vừa cũng từ 5 đến 7 ngàn như chơi. Nhìn vào những thành quả này, chúng ta phải hình dung rằng thực chất khi đặt chân đến Mỹ, giả sử như là một gia đình có 4 nhân khẩu vừa đặt chân xuống nước Mỹ để mà định cư, thì đầu tiên đó là việc tìm chỗ ở, và đương nhiên là người nhà của người đó bước đầu sẽ thu xếp cho người đó tạm ở nhà họ một vài tuần, vài tháng. Và chắc hẳn cuộc sống thời gian đầu của những gia đình mới bước chân đến Mỹ thực sự là rất khó khăn, bởi lẽ phải khởi sự lại từ đầu. Cuộc sống sẽ mỉm cười cho những ai biết cố gắng và vươn lên từng ngày vượt qua khó khăn, và những thành quả thích đáng sẽ được hưởng ở trên đất Mỹ này. Tôi phải khẳng định một điều như vậy. Thực chất chỉ có nhiều người chỉ mới bước đầu khởi đầu cho công việc đổi đời của mình ở trên đất Mỹ này. Nhiều người đã phải đầu hàng và nhanh chóng đầu hàng cả hai tay. Chúng ta thử nghĩ nếu chúng ta ở Việt Nam, nói gì đến tuổi nào, dù già hay trẻ, nếu chúng ta không làm việc, chắc hẳn cuộc sống của chúng ta cũng thật là thê thảm. Từ một thợ neo và làm cuốn chả giò, giờ đây người phụ nữ gốc Việt đã trở thành người sở hữu nhiều bất động sản. Cô có chồng là người Mỹ và có hai con xinh xắn. Thật tuyệt khi cô chỉ đơn giản là một người bập bẹ biết tiếng Anh, thì nay đã trở thành một người thành đạt. Từ một người nói tiếng Anh bập bẹ làm neo cuốn chả giò, giờ chị Phương Thi đã có công việc đáng mơ và 4 ngôi nhà hàng trăm mét vuông. Chị Phương Thi 39 tuổi kết hôn với anh Robert, một người lính Mỹ hơn chị đến 12 tuổi vào năm 2001. Chị đã định cư ở quê chồng 16 năm nay và có hai đứa con xinh xắn. Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, làm đủ thứ nghề, hiện giờ chị đã có cuộc sống khá là sung túc trong một ngôi nhà rộng gần 500 m², và đứng tên 3 căn nhà khác rộng hàng trăm mét vuông ở bang Oklahoma. Sau đây là chia sẻ của chị về hành trình khẳng định bản thân nơi xứ người. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2001, ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, tôi đã nghĩ ngay tới việc sẽ tìm việc làm để có tiền gửi về cho cha mẹ. Nhưng tiếng Anh của tôi khi đó còn bập bõm. Hai vợ chồng quyết định về sống chung với ba mẹ để tôi có thể học nói nhiều hơn. 3 tháng sau, khi tiếng đã khá hơn một chút, tôi được mẹ chồng dẫn vào một công ty địa ốc rất lớn ở Oklahoma, nơi bà là phó giám đốc. Tôi được phân công việc làm trợ lý cho một khu chung cư gồm là 156 hộ, có tên là Bright Place Apartment. Vừa làm vừa học nghề, học tiếng Anh. Sau đó tôi được tín nhiệm quản lý sổ sách thêm cho một khu chung cư kế bên gồm 175 hộ. Từng học đại học kinh tế ở Việt Nam nên việc tính toán quản lý với tôi không phải quá khó khăn. Để kiếm thêm thu nhập, cuối tuần tôi tranh thủ làm 400 cái chả giò cho bạn và đồng nghiệp của chồng. Bạn chồng tôi có cửa hàng ăn nhanh nên đặt tôi làm chả giò nhân thịt bò xay, heo xay với chi phí là 5 đồng một hộp cho 15 chiếc. Mỗi lần cuốn xong, lưng tôi như muốn sụn xuống vì quá mỏi.
Mọi việc tưởng như là suôn sẻ. Đến tháng 6 năm đó, tôi nhận được tin từ cấp trên là không được làm dưới quyền của mẹ chồng. Lúc đó tinh thần tôi dường như là bị sụp đổ. Nếu mất việc làm, mức lương nghề lính của chồng tôi không thể nào đủ để trả tiền xe và tiền nhà mới mua vào năm 2003. Tôi mải miết đi kiếm việc ở khắp nơi. Sau nhiều ngày đi gửi hồ sơ, tôi được nhận vào làm quản lý của một chung cư khác với 220 căn hộ. Đây là khu chung cư cho thuê chứ không bán. Người thuê sẽ phải trả tiền vào đầu tháng. Sau ngày mùng 5, nếu khách không trả, họ sẽ bị phạt tiền khoảng 50 đồng. Công cuộc đòi nợ sẽ kéo dài khoảng 2 tuần sau đó. Nếu họ vẫn không đóng, bên chung cư chúng tôi sẽ kiện họ ra tòa. Khi làm quản lý ở đó, tôi phải kiêm công việc đi đòi tiền nhà, làm thủ tục ra tòa, làm hồ sơ cho người thuê mới, v.v. Đến việc đi quảng cáo cho khu chung cư. Thậm chí khi không có người làm, tôi phải đi lượm rác ngoài bãi đậu xe, quét dọn nhà cho khách thuê, v.v. Nhìn tôi nhỏ bé, chỉ cao có 1m42, nên nhiều người thuê nhà từng hù dọa, quát nạt. Nhưng tôi không tỏ ra sợ sệt. Từng sống trong gia đình nghèo khó, nên tôi cũng hiểu là hoàn cảnh của họ. Tùy từng trường hợp tôi mềm mỏng hay là cứng rắn để có thể thu tiền được về cho chủ. Phải gánh trên vai khối lượng công việc lớn nên tôi rất mệt mỏi. Hôm nào về nhà cũng căng thẳng, nhiều khi còn nổi quạo với chồng. Bù lại tôi được sếp rất tin tưởng. Nhờ công việc này nên tôi có khá nhiều mối quan hệ với các chủ chung cư, nhà đất và những căn hộ nhà nước, nơi xét duyệt những hồ sơ trợ cấp cho người có thu nhập thấp. Đến năm 2008, tôi mạnh dạn nộp đơn vào cơ quan nhà nước Oklahoma City Housing Authority, nơi xét duyệt trợ cấp, rút tiền nhà và nhiều chương trình hỗ trợ cho sinh viên, cho lính, giúp đỡ phụ nữ bị bạo hành, những người sa ngã, cai nghiện. Xin vào đây không dễ, phải làm bài test, phỏng vấn kinh nghiệm sát sao. Tôi đã vượt qua 5 người có kinh nghiệm rất lâu năm, có bằng đại học ở Mỹ để được nhận vào. Tôi thậm chí còn thỏa thuận được với sếp mức lương cao hơn. Trong khoảng thời gian chờ nhận việc của nhà nước, tôi từng xin đi làm neo được 2 tháng. Mặc dù là không có bằng cấp, không biết gì về nghề neo, nhưng chủ vẫn nhận làm vì mùa hè tiệm cần người. Nhưng chỉ vì một xích mích nhỏ, cô chủ đuổi hết 3 nhân viên trong đó có tôi và không trả tiền. Tôi và chồng đến năn nỉ, cô chủ không trả tôi hơn 1.000 USD còn thiếu, còn thách thức đi kiện. Tôi đã nhờ luật sư và cuối cùng cô chủ phải trả gấp 3 lần số tiền đó. Tôi vốn dĩ như vậy, đã làm điều gì là sẽ làm đến cùng và làm hết sức. Khi vào làm cho nhà nước, tôi luôn cố gắng khẳng định bản thân. Đồng nghiệp toàn trêu là có ca nào khó, cứ chuyển qua tôi sẽ xử lý hết. Hiện giờ tôi quản lý hơn 600 hồ sơ. Ngày đi làm nhà nước, chiều về tôi chạy bàn thêm 3 buổi tối ở một nhà hàng của người Việt từ 5:30 đến 9 giờ tối. Nhận tiền bo mỗi tối khoảng 70 đến 100 đồng. Tôi đi làm tối mắt tối mũi. Về nhà người đã mệt nhoài nên không có thời gian chăm sóc cho gia đình. Chồng và đồng nghiệp nói tôi nghỉ ở nhà cho đỡ mệt. Sao phải vất vả như vậy? Nhưng tôi không muốn. Tôi không thích một cuộc sống an nhàn. Sáng cắp cặp đi làm, tối về nhà thảnh thơi. Quan trọng hơn là đi làm thêm tôi có thể tích góp được thêm tiền, thực hiện những dự định tôi mong muốn. Tôi chỉ nghỉ làm thêm ở nhà hàng khi có bầu em bé thứ hai vào năm 2011. Sau nhiều năm nỗ lực làm thêm nhiều việc, tôi đã có một khoản tích lũy kha khá và 4 căn nhà. Trong khi nhiều đồng nghiệp và hàng xóm của tôi chỉ có 1 căn hoặc là vẫn phải đi thuê. Để có thể mua được nhà giá tốt, tôi đã rất chật vật đấu giá vì chồng tôi không rành về mấy việc này. Những kinh nghiệm trong thời gian làm việc giúp tôi có thể mua được nhà với giá tốt. Căn đầu tiên năm 2003 chúng tôi mua theo suất lính của chồng, số tiền vay được trả trong vòng 30 năm, nhưng chỉ trong 7 năm chúng tôi đã trả nợ xong. Căn nhà thứ hai năm 2010 cũng được vay theo dạng này, trả trong 15 năm, nhưng cũng chỉ trong 3 năm sau đó tôi đã hoàn toàn sở hữu nó. Năm 2016 tôi tiếp tục đứng tên 2 căn nhà khác, mỗi căn đều có diện tích khoảng 200m² và đang cho thuê. Căn nhà 500m² của chị Thi và chồng ở Mỹ, nơi mọi thông tin về quyền sở hữu nhà đều có thể tra được. Tiền lương hưu của chồng đủ để nuôi sống cả nhà, nhưng tôi không muốn dựa vào anh ấy. Tôi muốn tự mình kiếm tiền, chủ động trong cuộc sống. Hiện giờ lương của anh chỉ để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, thu nhập của tôi để tiết kiệm, đóng bảo hiểm nhân thọ. Tiền thuê nhà tôi sẽ dùng để chi trả khoản nợ mua nhà trước đó. Tôi muốn tiếp tục đầu tư tiền để mua nhà, nhưng chồng tôi không muốn. Anh nói là thích để dành tiền đi du lịch.
Trước đây tôi từng sống trong cái nhà lợp tôn, phải hứng nước mưa mỗi khi mưa bão. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ sống trong ngôi nhà rộng lớn như vậy và có được những gì ngày hôm nay tôi có. Tôi đã gặp nhiều may mắn, nhưng tôi tin chính sự cố gắng của mình mới góp phần quan trọng nhất. Tôi tin là nếu bản thân luôn nỗ lực không ngừng, thành công rồi sẽ đến dù sớm hay muộn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.